Hello các bạn, hiện tại mình đang ở Minh Tú Mobile chi nhánh Trường Văn Khải quận 1. Và trên tay của mình đó là hai chiếc Apple Watch xịn sò của nhà táo trong năm 2020. Đó chính là Series 6 và SE. Một thời gian mình sử dụng thì mình thấy rằng mình dùng SE ok hơn. Và mình đã chọn SE. Và muốn biết tại sao mình lại chọn SE thay vì Series 6 thì hãy cùng mình xem hết video ngày hôm nay. Không phải tự nhiên mà Series 6 lại là dòng sản phẩm cao cấp và SE là dòng sản phẩm giá rẻ, bởi vì Series 6 có những tính năng mà ở SE không hề có. Bây giờ thì mình hãy cùng đi chi tiết vào chiếc Series 6. Series 6 được trang bị chip S6, là chip Apple S6 loại kép mới dựa trên tiến trình của con chip Apple A13 Bionic và được thiết kế tối ưu hóa dành cho đồng hồ. Con chip S6 ấy, thì cho hiệu năng vượt trội hơn hẳn thế hệ cũ là Series 5 khoảng 20%. Vì vậy là nó mượt mà và cũng như là nó nhạy bén hơn rất là nhiều luôn. Màn hình ở chiếc Series 6 thì cũng ok hơn rất là nhiều khi mà độ tiêm phản của nó tốt hơn này. Mình có thể dùng trong tối hay ra nắng, dù nắng có gắt này nữa thì mình vẫn có thể đọc được chữ số trên đó và mình vẫn có thể thao tác ở trên mặt đồng hồ được. Và các bạn biết không, ở chiếc Series 6 thì nó có hai màu mới, đó chính là màu navy và màu đỏ. Hai màu này thì được đánh giá rất là cao bởi vì nó là màu mới và rất là đẹp mắt luôn. Và ở chiếc SE thì đương nhiên là không hề có rồi. Ô, nãy giờ mình còn ngược mà. Về chất liệu cũng vậy, chất liệu thì Series 6 có hẳn 3 phiên bản cho các bạn dễ dàng lựa chọn theo sở thích của mình. Đó chính là nhôm nè, thép không gỉ và titan cao cấp. Thế nhưng mà ở SE thì chỉ có một phiên bản, đó chính là phiên bản nhôm được tái chế 100%. Con chip S6 thì có một cái hiệu năng cực kỳ là mạnh mẽ khi mà có thêm tính năng, đó chính là đo nồng độ oxy trong máu. Đây là một tính năng khi mà vừa mới ra mắt thì những người lớn tuổi rất là thích, bởi vì là nó có khả năng bảo vệ chính bản thân mình. Nhưng mà tiếc ghê, ở Việt Nam thì cái tính năng này lại không được, hiện tại Việt Nam không được sử dụng. Vì vậy là mình thấy nó cũng vô nghĩa thôi, đúng không nhỉ? Và về thiết kế thì mình thấy là hai chiếc này thì nó cũng tương đồng nhau, vẫn là hình vuông này, được bo tròn ở bốn góc cạnh và tràn viền. Nhưng mà mình thấy rằng ở phần sau á, thì con chip Series 6 là nó có bốn đèn LED, trong khi là SE chỉ có một đèn LED thôi, bởi vì SE không có tính năng đo nồng độ oxy trong máu. Nhưng mà mình thấy nó cũng không quan trọng, bởi vì mặt sau mình quay vào tay mà đâu có ai thấy đâu nhỉ. Về chất liệu cũng như màu sắc của chiếc Series 6 thì rất là ok luôn, rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà về phía bản thân mình ấy, thì đây là hai yếu tố không đủ để mà thuyết phục mình mua Series 6, bởi vì mình thấy SE cũng có đầy đủ những cái tính năng cơ bản của Series 6. SE vẫn đủ những cái tính năng cơ bản của Series 6, đó là cảm biến gia tốc này, cảm biến theo dõi nhịp tim, la bàn điện tử, cảm biến chuyển động và GPS. Ngoài ra thì mình thấy là chiếc SE có kích thước cũng tương tự như của Series 6 thôi. Nó có hai phiên bản, đó là 40mm và 44mm. Và mình nói ngoài lề một chút xíu nha, đó là ở S3 thì nó đã có cái tính năng là đo độ cao. Thế nhưng mà nó chỉ hoạt động khi mà nó chỉ bật khi mà chúng ta hoạt động thôi. Còn ở chiếc SE thì nó luôn luôn bật như ở chiếc Series 6 và có thể đo được độ cao thực. Và đúng rồi, là ở con chiếc SE này không hề được trang bị con chip S6, vậy là nó chậm hơn ở Series 6 khoảng 20%. Nhưng nếu mà mình so với lại Series 3, Series 4 hay Series 5 thì nó hoàn toàn là vượt trội. Mình thấy là ở SE thì vẫn có tính năng thiết lập gia đình như ở Series 6 thôi, vẫn có thể thiết lập một cách độc lập khi mà các trẻ nhỏ không hề có iPhone. Và các bạn biết không, phát hiện ngã và theo dõi tiếng ồn là hai tính năng mà trước đây chỉ có trên những chiếc Apple Watch cao cấp thôi. Nhưng mà ở SE, một dòng sản phẩm giá rẻ, thì cũng đã có mặt hai tính năng đó. Có thật thì mình thấy SE cũng đáng để mua đó nha. Chốt lại, mình thấy là Series 6 rất là tuyệt vời khi có một cái con chip cực kỳ mạnh mẽ, đó là S6 này. Màu thì cũng đẹp và chất liệu cũng có nhiều sự lựa chọn hơn. Nhưng mà với bản thân mình thì mình thấy SE là đủ rồi, bởi vì nó có những cái tính năng cơ bản mà mình có thể sử dụng được. Và các bạn ơi, hiện tại thì không biết là các bạn đang dùng Series 6 hay SE nha, hãy để comment bên dưới cho mình biết nha. Và nếu các bạn thích chủ đề mới nào thì hãy để lại comment bên dưới và mình sẽ chia sẻ cái chủ đề mà các bạn yêu thích. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại.